Chúng ta cùng nhau bố trí đồ đạc cho không gian của chúng ta trông sinh động hơn nha các bạn. Bây giờ chúng ta về phần này. Các bạn chọn phần Indoor. Bấm vào đây. Ở phần đánh dấu này, tôi đã đánh dấu một số các vật dụng cơ bản rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc load vào mà thôi. Đầu tiên tôi chọn phần chậu. Đặt vào vị trí này. Để chúng ta bố trí cây. Các bạn bấm vào Edit. Đổi màu ngay vào luôn. Tôi chọn màu này. Cho tôi xuống. Ok. Rất nhanh phải không nào? Tiếp tục tôi bấm vào phần thư viện. Bố trí thêm lọ hoa ở ngoài này. Tôi có thể di chuyển vào trong một chút xíu cho đẹp hơn. Và chúng ta cũng sẽ đổi màu. Một tông nghiêng xanh thì sao nhỉ? Khá đẹp rồi. Tiếp tục bố trí thêm. Còn những phần cây chúng ta sẽ cấy sau. Tôi chọn cái ghế này. Xoay đi. Khá đẹp. Tiếp tục. Và chúng ta cũng xoay sao cho hợp lý nhất. Ok. Tiếp tục bố trí sách vở nào các bạn. Tôi bố trí sách ở đây. Các bạn chọn lệnh xoay để cho tự nhiên hơn. Tôi cũng xoay đi chút xíu. Bố trí thêm sách và scale. Tiếp tục nào các bạn. Thật đơn giản và dễ dàng. Tôi scale tiếp. Vậy là chúng ta đã bố trí xong các đồ cơ bản rồi.